cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, những nét bản sắc văn hóa độc đáo và truyền thống lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng đáng tự hào. Khí chất của những ngư dân ăn sóng nói gió, chân chất mộc mạc nhưng mạnh mẽ và đầy bản lĩnh. Những làng quê trù phú, nhộn nhịp xuôi ngược những con tàu đầy khoang tôm cá. Tất cả đều được thể hiện trong bộ ký sự Những làng biển Quảng Bình. Đoàn thuyền ra khơi, biển xanh dâng sóng như đón người. Rời xã biển Ngư Thủy Bắc, chúng tôi tiếp tục hành trình dọc theo con đường quốc phòng ven biển, tìm về Ngư Thủy Trung, một trong ba xã biển được tách ra từ xã Ngư Thủy Anh Hùng năm nào. Có lẽ trên dải đất cong hình chữ S này, hiếm có một vùng quê nào vinh dự mang trên mình ba danh hiệu anh hùng: xã Anh Hùng, đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy Anh Hùng và đồn biên phòng Ngư Thủy Anh Hùng. Theo chân cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, chúng tôi đến thăm gia đình chị Ngô Thị Thới, nguyên chính trị viên đại đội nữ pháo binh những năm 1970-1976, đúng vào dịp các chị đang tổ chức họp thường kỳ ban liên lạc. Gọi là chị, nhưng thực ra các nữ pháo binh bây giờ đã bắt đầu sang tuổi xế chiều và đã lên chức bà ngoại, bà nội cả rồi. Như thể giải thích điều băn khoăn khi thấy chúng tôi loay hoay nhìn quanh, chị Thới bảo: hôm nay họp ban liên lạc đại đội nên chỉ có vài nữ pháo thủ cốt cán thôi. Đó là các chị Trần Thị Thản, chính trị viên đại đội lúc mới thành lập thời kỳ 67-70; Ngô Thị Thới, chính trị viên đại đội thời kỳ 70-76; Ngô Thị The, đại đội trưởng thời kỳ 76-70; Trần Thị Hoành, đại đội trưởng thời kỳ 70-76; Ngô Thị Ngừ, tiểu đội trưởng trinh sát; Nguyễn Thị Hương, pháo thủ số 3; Lê Thị Kiều, kế toán trinh sát. Cả đại đội bây giờ vẫn còn hơn 80 chị, mỗi người một vị trí, một công việc của nghề nông và đuề huề con cháu. Ngược dòng hồi ức, những nữ pháo binh anh hùng ngày nào kể lại cho chúng tôi nghe những câu chuyện vừa hào hùng vừa cảm động về những cô gái tuổi đôi mươi ở làng chài ven biển này. Sau khi thành lập đại đội nữ pháo binh, các chị bắt tay ngay vào công việc của một pháo thủ. Những cô gái miền biển quanh năm chỉ biết chuyền bám biển, gánh cá ra chợ, giờ phải làm quen dần với tri thức quân sự, với những con số, với cách tính toán phần tử bắn. Khó khăn lắm, nhưng cả cô vẫn quyết tâm học. Học trên mâm pháo, học trong hầm trú máy bay, ngày học, đêm học, vừa bắn giặc vừa học. Và rồi, các chị không chỉ điều khiển được những khẩu pháo to đùng ấy một cách thành thạo, mà còn bắn giỏi, và bắn giỏi hơn cả nam giới. Hầu đi trưởng ngủ, thì ô pháo thủ số 1 này là lấy phần tử lên pháo. Và trên đài lấy tọa độ, còn ô kế toán số 1, ô trên đài, căn bản là trên đài, là đô chính xác. Tàu vào lúc nào, tàu khởi điểm lúc nào, ví dụ tàu bắn, tàu cái pháo 85 này á, là bắn là cự ly là 15 cây. Nhưng mà chúng tôi là lúc nào cũng là bắn là họp là 13 cây. Muốn bắn tiết kiệm đạn thì phải trúng loạt đạn đầu. Trúng loạt đạn đầu thì là bắn thì bắn cấp tấp mà. Bắn cấp tốc thì coi mẹ là tiết kiệm đạn, bốn khẩu á là bắn nó vào một mục tiêu. Ví dụ như chiếc thứ hai, chiếc thứ nhất thằng đi hai chiếc, nhưng mà lúc nào đơn vị cũng đánh chiếc thứ hai hết, thì là trên này hô về là bắn là bốn khẩu đuổi đều bắn vào mục tiêu, một mục tiêu. Những cô gái nhỏ nhặt ấy đã làm nên những chiến thắng lớn lao. Ngày 7 tháng 2 năm 1968 là mốc lịch sử đánh dấu chiến công đầu tiên của Xê Gái. Đạn pháo địch nổ ngay trên thành công sự của khẩu đề 1. Pháo thủ số 3 Trần Thị Tất bị thương ở tay nhưng không chịu rời vị trí chiến đấu. Thấy pháo bị hóc,
pháo thủ số 4 Trần Thị Định bình tĩnh đứng trên thành công sự để thông nòng pháo. Khẩu đội trưởng khẩu đội 3 Trần Thị Gắng bị thương ở trán ngất xỉu, nhưng khi tỉnh dậy vẫn tiếp tục chỉ huy khẩu đội chiến đấu tới khi tàu địch bốc cháy phải tháo chạy. Chưa đầy 3 tháng sau ngày thành lập, đại đội pháo binh Ngư Thủy dùng pháo 85 ly đã bắn cháy khu trục hàm mang số hiệu 013, trở thành đơn vị dân quân gái đầu tiên trên miền Bắc bắn cháy tàu chiến của Mỹ. Sau chiến công đó, đơn vị xe gái này tiếp tục chiến đấu và lập thêm nhiều chiến công giòn giã, góp phần bảo vệ vùng biển quê hương và hạn chế việc pháo kích của tàu chiến Mỹ đối với đất liền. Được ghi nhận bắn cháy 5 tàu chiến Mỹ, các nữ pháo binh Ngư Thủy đã góp phần làm rạng rỡ truyền thống đánh giặc giữ nước của phụ nữ Quảng Bình trong thời đại Hồ Chí Minh. Đại đội dân quân nữ pháo binh Ngư Thủy được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huân chương quân công hạng 3, huân chương chiến công hạng nhất. Để hiểu rõ hơn việc quyết định thành lập đại đội nữ pháo binh anh hùng ngày ấy, chúng tôi đã tìm về nhà ông Trần Sự. Ông nguyên là tỉnh đội trưởng tỉnh đội Quảng Bình, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Ông kể, vào những năm 1965, 66, 67, do liên tiếp thất bại ở chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh đánh phá miền Bắc, Quảng Bình, chiếc cầu nối giữa chiến trường miền Nam và hậu phương miền Bắc, đã gánh chịu biết bao bom đạn của kẻ thù. Ngày đó, ở vùng biển Ngư Thủy, chỉ cần một đại đội pháo binh để ngăn chặn sự tấn công, bắn phá từ biển khơi vào bờ, vào tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Nam giới ra trận hết, chỉ còn lại phụ nữ. Vậy là tình huống đặt ra phải thành lập một đại đội nữ pháo binh mặt đất. Ở tỉnh này thì là có 5 đại đội pháo 85 để phòng thủ ở biển và một đội pháo 130 phòng thủ. Còn ở phía sau mình còn tiểu đoàn cơ động pháo nữa. Nhưng có thể nói lực lượng của pháo của mình ấy, thì cũng mạnh. Mà nó cũng nhiều rồi đấy, so với các tỉnh khác thì cũng có rồi. Thế nhưng mà lực lượng mà chỗ trên một địa điểm như mãi như thế đó, thì rất khó. Vì trên một tuyến đường dài 120 cây số như vậy, nên mình chỉ có chốt được cái nắm đại đội như thế thì nó cũng đảm bảo. Cho nên làm thế nào mà tăng cái lực lượng cơ động lên. Muốn tăng cường cơ động thì phải có cái lực lượng chốt từng địa bàn một. Và khi đó tôi suy nghĩ là cái phía nam của tỉnh là vùng gần và dưới tuyến đó, thì đi thường ra một vùng đó thì nó đánh phá vào đến quốc lộ rồi đến đường 15 là khu tập kết lực lượng của mình. Mà ở đó thì có cái một đại đội chính pháo, mà nếu cái đại đội đấy mà chỗ trừ đạo vai á thì lực lượng cơ động mình để tập trung đánh khó khăn. Cho nên như là chúng tôi quyết định là để cho Ngư Thủy một đại đội. Ông Sự bộc bạch, vượt xa ngoài sự mong đợi, các nữ pháo binh ấy đã làm nên lịch sử. Chiến công của họ vang dội khắp năm châu bốn bể. Vượt nửa vòng trái đất, chủ tịch Cuba Fidel Castro đã đến xem các chi xe gái bắn pháo. Cái lực lượng gái Ngư Thủy nó nói lên một vấn đề, tức là có cái chốt trên từng địa bàn cơ động hẹp. Thì tạo điều kiện cho lực lượng của mình là pháo binh gian trại đến trên cái cơ động trên toàn tuyến 126 để cùng với pháo cao xạ vào về trên này nữa thì là tốt. Và Lê Thủy lúc đầu thì nó chỉ làm nhiệm vụ phục vụ giúp cho cái đại đội chính, nhưng mà lúc đó thì cũng học tập rồi, học tập cách thao tác và cách vận chuyển rồi. Nhưng mà đến sau khi nó độc lập rồi đó, thì bản thân độc lập rồi đó, thì nó có thể nói trước hết mà nói là cái tinh thần, cái ý chí của nó rất cao, góp phần vào cái bảo vệ bờ biển. Mà bảo vệ bờ biển tức là làm cho địch không thể đánh vào sâu trong nội địa của mình, tạo điều kiện cho con tàu vận tải của mình đảm bảo tốt hơn. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng câu chuyện về những anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc thì vẫn còn sống mãi. Ở vùng đất Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình,
tên tuổi những cô gái của đại đội nữ pháo binh ngư thủy năm nào đã đi vào lịch sử. Sau bộ phim tài liệu phóng sự về đại đội nữ pháo thủ của đạo diễn Lò Minh, 30 năm sau, bộ phim nhựa màu Trở lại ngư thủy của cố đạo diễn Lê Mạnh Thích lại làm xôn xao dư luận, được nhiều giải thưởng lớn trong các kỳ liên hoan phim trong và ngoài nước. Những nữ pháo binh ngày ấy được cả nước biết đến nhiều hơn qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trở về với cuộc sống đời thường gần 40 năm sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, mái tóc của các nữ pháo thủ năm xưa đã bạc màu thời gian. Cuộc sống dẫu còn bồn bề khó khăn, nhưng những người phụ nữ ấy vẫn kiên cường bám trụ với biển cả quê hương. Nhiều chị vừa tăng gia sản xuất, vừa cùng gia đình tham gia đánh bắt, chế biến hải sản. Cuộc sống đã không còn đói khổ như chục năm về trước. Nhưng dẫu vậy, trong sâu thẳm ký ức của những anh hùng xê gái ngày ấy, quá khứ vẫn luôn là kỷ niệm đẹp, thôi thúc họ vươn lên giữa cát bọc cuộc đời. Năm 2006, tượng đài nữ pháo binh ngư thủy được dựng lên sừng sững uy nghiêm giữa trung tâm xã Ngư Thủy Trung. Đó là tượng đài về sự quả cảm của một đội quân tóc dài, là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần vô giá cho các chị. Được ghi nhớ bằng một tượng đài lịch sử, tư thế hiên ngang của các chị của tượng đài như là một minh chứng lịch sử cho quá trình chiến đấu anh dũng của đại đội nữ pháo binh, gợi lên trong lòng người, trong mỗi chúng ta lòng cảm phục, ghi ơn, ngưỡng mộ về một quá khứ oanh liệt, hào hùng của dân tộc. Để phát huy truyền thống là quê hương, năm xưa là vì quê hương chúng tôi là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đều đạt được là quê hương anh hùng. Cho nên cho phát huy, vì tuy là trong chiến tranh thì chúng tôi là tham gia chiến đấu rồi bảo vệ quê hương. Nhưng mà hôm nay trở lại đời thường thì chị trẻ thì cũng tham gia là chăn nuôi, rồi là làm cái công tác là lao động sản xuất, chăn nuôi lợn gà, chế biến, thì chị em chúng tôi vươn lên trong cuộc sống. Ngày lại ngày, học sinh các trường trong vùng thường xuyên về đây dọn vệ sinh, chăm chút khu vực tượng đài đại đội nữ pháo binh ngư thủy. Đối với các em, tượng đài như là một lời nhắn nhủ của quá khứ, của dân tộc đến thế hệ mai sau rằng, để có độc lập như ngày hôm nay, lớp lớp cha ông đã đổ biết bao mồ hôi, xương máu. Họ đã dày công vun đắp, xây dựng nên. Để rồi dưới chân tượng đài uy nghiêm ấy, bao thế hệ con cháu của mảnh đất ngư thủy trung anh hùng sẽ tiếp nối truyền thống thiêng liêng của cha ông, của những người bà, người mẹ, một thời làm nên lịch sử, để xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.